vừa ăn luôn. Hello, hello, xin chào cả nhà. Đây là ổi. Ổi tím. Đây cái bông nè. Wow. Đây là những trái chuẩn bị ảnh sẽ đơm trái nè, bông. Lá ổi nè cô chú ơi. Đây là trái. Trái còn bự nữa. Nó là trái còn bự nữa nha. Dạ. Quá chừng trái này. Bông đây, 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 đây. Bông mỗi tím là cô chú. Đây nè, đây. Dạ. Đó. Cây này quá chừng trái luôn. Mỗi tím này chủ yếu là mình chơi kiểng mà trái ăn được luôn à. Thơm, nó thơm. Ví dụ như cô chú nào muốn chơi kiểng một cốt thì mà những cây này là cũng một cốt luôn. Đó, cây này dạng thân thân gỗ. Thân đúng rồi, thân gỗ. Nhìn vô là rất là giống cây kiểng luôn. Rồi, rồi rồi qua đi tôi chỉ cho, quay đó xong rồi qua đi. Cái thứ cũng nè, nó màu xanh một cốt. Đây bên đây cũng là ổi luôn hả chú? Ổi luôn mà xanh màu tím, cái đó này màu tím, cái này màu xanh. Ổi bên đây màu tím. Ổi xanh này là cũng một dòng với nó nhưng mà màu một xanh đó chú. Đúng rồi, nó loại nó màu khác thôi. Dạ. Wow. Thì biết rồi đấy, cho người ta coi một cốt rồi có nhỏ nữa. Từ từ. Dạ, đây là ổi. Đây cũng một dòng chứ ổi tím lúc nãy luôn nhưng mà ảnh màu xanh. Đó cái lá nhỏ nè. Lá nhỏ dài nhọn nè cô chú anh chị. Đó. Một cốt rồi. Ổi này dạng cái thân ảnh giống giống như cây lựu hả chú? Dạng như, cũng như cái cành ảnh mảnh khảnh ảnh dương ra. Ừ. Như cây lựu với cây sari rồi. Đúng rồi. Dạ cái thân. Cái này cô chú mua gì? Trồng dọc dọc hàng rào vẫn đẹp. Nó lên bông. Cái này bông màu gì chú? Hả? Bông nó màu trắng. Không thấy bông. Dạ bông ổi này màu trắng, còn con ổi kia nó màu đỏ màu hồng. Màu đỏ. Con này nó bông nó màu trắng. Dạ. Còn có cây con không chú? Có. Cái ấy là ta coi người ta thích cái này. Này ổi tím đây. Ổi tay ớt không? Ớt. Ớt này. Ý ẹ. Đâu. Đây, nó là nhỏ đây. Đây, bên đây là mấy cây nhỏ nha cô chú anh chị. Dạ. Đấy. Đây là những cây nhỏ. Dạ, đây là cây những cây ớt tím. Ủa cây ổi. Ổi tím, ổi tím cây con nhỏ. Quá chừng trái luôn, nhỏ xíu mà ảnh đậu trái nè. Cô phải quay luôn cái chậu cho người coi luôn từ, dạ. Góc, từ cái chậu đi lên nè. Không nhìn là biết rồi chú ơi. Cái này là ảnh đang ở trong chậu chính nè. Chậu chính nè. Giờ không có thước thì em đo gang tay 1, 2 tầm là 5 tấc mấy, 6 tấc nha cô chú. Dạ. Lên là cỡ 3 gang tay. Đây có trái đây. Wow, cái trái ảnh mọc à. Cái cưng quá. Đây trái này. Quá chừng luôn, ảnh là nhỏ xíu à mà ảnh đậu trái quá chừng luôn. Đây vô cây. Trái. Còn bên đây là ớt xanh. Ủa à, ổi. Cũng ổi xanh luôn. Ổi xanh luôn. Đó, hai bên, hai cây hai bên. Đây bự. Một xanh, đây một tím. Cái xanh mà lá bự, xanh lá nhuyễn bên đây. Cái đó họ nói là xanh lá bự. À, dạ. Đây xanh lá nhuyễn, ta thứ hồi nãy một cốt á.
Dạ. Bên đây là lô ổi, ổi xanh lá nhuyễn. Ảnh cùng họ với ổi tím. Cô chú ơi, nó nguyên lô ổi tím luôn. Trời ơi, biết sao không? Anh nó thấy anh không có chăm sóc. Thấy mà đẹp lắm. Gian ra, chụp thuốc, bỏ phân này kia nó đẹp lắm. Bông mảnh màu đỏ rất là đẹp. Nó phải lá gì đâu, nó lá thanh nước, không phải hơn ngàn ngàn gì đâu. Quăng thướng vô, chụp thuốc, sâu, ngày kia vô nó đẹp lắm. Thấy bỏ ra. Còn chú thích ổi tím đó thì inbox cho shop em nha. Nói chừng